Thấy thanh hương vị xúc pháp xứ là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khi quán các pháp, vì thấy nhãn giới là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Thấy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khi quán các pháp, vì thấy nhĩ giới là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Thấy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khi quán các pháp, vì thấy tỷ giới là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Thấy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khi quán các pháp, vì thấy thiệt giới là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Thấy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khi quán các pháp, vì thấy thân giới là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Thấy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khi quán các pháp, vì thấy ý giới là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Thấy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khi quán các pháp, vì thấy địa giới là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Thấy thủy hỏa phong không thức giới là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khi quán các pháp, vì thấy thành đế khổ là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Thấy thành đế tập diệt đạo là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khi quán các pháp, vì thấy vô minh là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Thấy hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khi quán các pháp, vì thấy cái không nội là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Thấy cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khi quán các pháp, vì thấy bố thí Ba La Mật Đa là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Thấy tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khi quán các pháp, vì thấy bốn tịnh lự là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Thấy bốn vô lượng, bốn định vô sắc là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khi quán các pháp, vì thấy tám giải thoát là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Thấy tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khi quán các pháp, vì thấy bốn niệm trụ là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Thấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khi quán các pháp, vì thấy pháp môn giải thoát không là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Thấy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khi quán các pháp, vì thấy năm loại mắt là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Thấy sáu phép thần thông là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khi quán các pháp, vì thấy mười lực của Phật là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Thấy bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khi quán các pháp, vì thấy trí nhất thiết là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Thấy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khi quán các pháp, vì thấy pháp không quên mất là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh, thấy tánh luôn luôn xả là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khi quán các pháp, vì thấy tất cả pháp môn Đà La Ni là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh, thấy tất cả pháp môn Tam Ma Địa là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khi quán các pháp, vì thấy phàm phu là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh, thấy pháp phàm phu là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khi quán các pháp, vì thấy dự lưu là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh, thấy pháp dự lưu là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khi quán các pháp, vì thấy nhất lai là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh, thấy pháp nhất lai là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khi quán các pháp, vì thấy bất hoàn là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh, thấy pháp bất hoàn là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khi quán các pháp, vì thấy A La Hán là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh, thấy pháp A La Hán là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khi quán các pháp, vì thấy độc giác là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh, pháp độc giác là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khi quán các pháp, vì thấy Bồ Tát là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh, pháp Bồ Tát là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khi quán các pháp, vì thấy Như Lai là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh, thấy pháp Như Lai là vô sanh nên rốt ráo thanh tịnh. Khi ấy Xá Lợi Tử nói với Thiện Hiện: như tôi hiểu nghĩa ngài vừa nói là ngã hữu tình vân vân là vô sanh, sắc thọ vân vân là vô sanh, cho đến Như Lai, pháp Như Lai là vô sanh. Nếu là như vậy, sự thọ sanh của sáu loài lẽ ra không sai biệt, thì chẳng cần dự lưu đắc quả dự lưu, nhất lai đắc quả nhất lai, bất hoàn đắc quả bất hoàn, a la hán đắc quả a la hán, chẳng cần độc giác đắc quả độc giác, chẳng cần đại bồ tát đắc trí nhất thiết tướng, cũng chẳng cần đắc năm loại bồ đề. Lại nữa Thiện Hiện, nếu tất cả pháp nhất định là vô sanh, thì vì duyên cớ gì dự lưu, vì quả dự lưu mà tu phương pháp đoạn trừ ba kiết? Vì duyên cớ gì nhất lai vì quả nhất lai mà tu phương pháp làm mỏng tham sân si? Vì duyên cớ gì bất hoàn vì quả bất hoàn mà tu phương pháp đoạn trừ năm kiết thuận hạ phần? Vì duyên cớ gì a la hán vì quả a la hán mà tu phương pháp đoạn trừ năm kiết thượng thuận phần? Vì duyên cớ gì độc giác vì quả độc giác mà tu phương pháp ngụ duyên khỏi? Vì duyên cớ gì mà đại Bồ Tát vì việc độ vô lượng các hữu tình mà tu nhiều trăm ngàn hạnh khổ khó làm, chịu đủ vô biên các loại khổ kịch liệt? Vì duyên cớ gì Như Lai chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Vì duyên cớ gì chư Phật vì hữu tình mà chuyển pháp luân mầu nhiệm? Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện đáp lời Xá Lợi Tử: chẳng phải ngã ở trong pháp vô sanh thấy có sự sai biệt về việc thọ sanh của sáu loài, chẳng phải ngã ở trong pháp vô sanh thấy có người có khả năng nhập vào cảnh thánh đế hiện quán, chẳng phải ngã ở trong pháp vô sanh thấy có dự lưu đắc quả dự lưu, nhất lai đắc quả nhất lai, bất hoàn đắc quả bất hoàn, a la hán đắc quả a la hán. Chẳng phải ngã ở trong pháp vô sanh thấy có độc giác đắc quả vị độc giác, chẳng phải ngã ở trong pháp vô sanh thấy có đại Bồ Tát đắc trí nhất thiết tướng và năm loại bồ đề. Lại nữa Xá Lợi Tử, chẳng phải ngã ở trong pháp vô sanh thấy có dự lưu vì quả dự lưu mà tu phương pháp đoạn trừ ba kiết, chẳng phải ngã ở trong pháp vô sanh thấy có nhất lai vì quả nhất lai mà tu phương pháp làm mỏng tham sân si, chẳng thấy ngã ở trong pháp vô sanh thấy có bất hoàn vì quả bất hoàn mà tu phương pháp đoạn trừ năm kiết thuận hạ phần, chẳng phải ngã ở trong pháp vô sanh thấy có a la hán vì quả a la hán mà tu phương pháp đoạn trừ năm loại kiết thượng thuận phần.